Hello các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng mấy anh bạn đi nướng hàu nha các bạn. Thì hàu thì mình sẽ chia làm 3 loại: hàu nướng mọi, nướng phô mai và nướng mỡ hành nha các bạn. Thì mình sẽ còn có một món hàu nữa, hàu sống bù tạc nữa nha các bạn. Thì mời các bạn theo dõi nha. Thôi bắt đầu mình tiến hành thôi. Giờ mình nướng dân dã ngoài trời ngoài biển các bạn ơi. Mình ra biển mình nướng luôn. Nãy nghe nói có anh bạn ảnh đào còng á, đào con còng á, thì sẵn đó nướng luôn. Bây giờ mình đã ra đến biển nè các bạn. Hai bên các bạn nhìn nè. Đó, ở đây đồi thông mà. Đây là cây dương đó các bạn. Đây, trước mặt mình là biển nè các bạn ơi. Đó. Hơi tối. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Đây các bạn ơi. Thì hiện tại là biển buổi chiều á, cho nên nó khá là mát. Khá là mát luôn các bạn. Để mình đi dạo xuống một vòng cho các bạn coi nha. Thì biển thì nó buổi chiều á, sóng dập rồi các bạn. Anh thấy đẹp không? Đó. Đó các bạn. Đây, hello các bạn. Các bạn ơi, em khá là đẹp. Ôi cát quá. Để mình tới mình coi anh bạn anh đào còng sao. Đào con gì đây? Đây các bạn ơi, anh bạn mình đang đào. Đây, được 2 con nha. Đó, 2 con nè. Cái con này hôm trước á các bạn, hôm trước mình video trước á, mình có đi bắt ban đêm á. Ban đêm thì tụi nó nằm trên cát á, tụi mình robin mình bắt thôi à. Đó. Còn còn ban ngày á này thì tụi nó chưa ra ở dưới hang nên anh bạn phá đào nè. Đó. Ủa, sâu quá. Có không? Sâu quá. Sâu quá hả? Thấy các bạn thấy cái dáng anh nằm đào rồi. Nhìn nó hấp dẫn không các bạn? Đó. Thôi rồi, bây giờ mình trong thời gian chờ đợi anh đào thì mình đến chuẩn bị bếp lửa các bạn ơi. Rồi. Bây giờ mình đi tìm mấy cái đồ để cho nó bằng á, để hồi nữa để mình đồ ăn. Ui, đi thôi. Đây các bạn, sau khi tách vỏ thì con hàu nó như thế này nè, các bạn nhìn đã không? Đó, hấp dẫn không các bạn? Rồi mình tiếp tục kho tách cái này ra nha. Rồi. Okay.
Sao kỳ vậy? Thôi sao kỳ vậy? Anh bạn ngồi đã là rớt cái miếng này các bạn ơi. Thôi thua. Rất là uổng. Thôi là rất là uổng các bạn. Đó. Thôi bỏ đi. Bỏ. Quá tiếc. Đây cái này chín rồi nè. Nào chín không? Đây. Muốn chanh chấm đi. Này lấy cái dao cầm tách này. Để mình xé phô mai ra. Đây phô mai á. Này phô mai gì con bò cười. Thường nướng này đúng không? Tôi thấy trong mấy cái quán nó bán nướng mấy cái gì á. Phô mai Ý. Ý. Cái đồng luôn. Ủa có cái đường chay mà đâu. Quất cái này luôn. Đó. Đấy các bạn ơi. Đây là con bò cười. Nhìn mặt con cười không? Đó, đây, này nãy mà lấy cái này nướng nè. Này lấy kéo. Kéo kìa. Đâu? Đó có kéo. Có kéo đem kéo riêng biệt kìa. Ừ. Hình như cái dao. Không có mở này ra lấy dao án được. Lấy kéo còn. Khỏi được. Cái này kéo làm gì tép lên thôi. Ủa phô mai là phô mai riêng mà hành riêng. Ừ, nào riêng kéo. Phô mai là phô mai đây. Phô mai đây. Đó. Là nước chấm su kê đó mày. Ừ, để tí làm nước mắm nấm. Mình làm nước sốt các bạn ơi, nước chấm. Đây dễ nè bạn, đây là tương ớt nha các bạn ơi. Mình làm bằng tương ớt nha. Khói quá vậy. Bỏ mấy con heo lên. Nước tương Maggi. Sốt rồi các bạn ơi. Đó. Đây vậy đó. Đây nè. Dạ. Sốt. Đây, giờ ơi. Rồi các bạn, bây giờ mình làm cái món phụ tạc nha các bạn. Này phụ tạc đây. Nước chấm phụ tạc. Làm lên cái vỏ này nha. Nhìn nó hấp dẫn quá ta. Nhiêu được không? Hơi nhiều á. Mà nướng xong đây. Đây là nước chấm. Này nước chấm siêu cay. Mình làm có bù tạc các bạn ơi, mình làm cái vỏ con hào luôn. Đó. Bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi, bây giờ để mình thử hương vị của nó thế nào nha. Ok, vô. Hey mọi người, cho mình mượn cái muỗng này. Mình dính cái máng này lên. Cái này một quả
nào con nào nướng ngoại không? Không. Ba cái này là nướng phô mai nha các bạn. Này phô mai. Để mình thử nước chấm thường thôi. Không biết ớt này cho nó ngon. Mở thử không? Thử thử. Đó, mặt thì hai ớt luôn. Cay lắm á. Nóng quá vậy? Nóng rồi. Mặn mặn á, tại do mà hèo biển á, chua quá, chua cả, mặn, cay, chua, béo, mặn mòn bớt. Để mình chấm con này mà chấm thử nước lạc siêu cay thử xem, ghê quá ta. Mời bạn nha. Thử à. Ờ. Nồng ơi, lên nắp rồi. Quạt nồng quá. À. Sashimi. Ngon nè. Làm mấy nữa. Ngon, ngon quá. Ngon vài ngon. Còn miếng nữa mình thử luôn nha. Vài ngon. À, quạt nhiều quá hả? Cay á. Ngon được rồi. Ngon, chắc không? Ngon, con nó làm luôn. Mẫn ăn con này không? Không, con tạc thử nè, thử tạc nè. Không cay quá. Nè, thử đi nè. Sửa luôn đó. Đầu bếp kho cho con con nướng bình thường đi. Đây nè, mở này, mở nè. Con này mở nè. Anh được rồi đó. Heo. Nóng rồi. Bóc đũa đi em, lấy đũa. Đây. À, nóng quá. Rốt. Lên mũi luôn á. Nóng quá. À, nóng quá. Nóng quá các bạn ơi. Này nóng quá. Ngày mấy đợi giúp mũi kéo. Lên mắt luôn mày. Không chẳng, ngon. Này được nè. Con này là nướng ngoại các bạn ơi. Con này nướng ngoại nha. Thì mình sẽ ăn với bù tạc luôn. Nước chấm bù tạc này. Đây nó nồng không? Xong rồi đang rất khó. Cho miếng ớt luôn. Cho miếng ớt nữa các bạn. Ăn cho ngon. Mời bạn món này nha. À, cay quá, bộ tạc cay quá. Ngon. Nó tanh đó, món này tanh. Không biết đâu, giúp luôn rồi. Được không nè? Hồi á. Không. Ngon lắm các bạn thử đi. Nước ngoài mà đừng có nướng chín quá nha. Này hào sữa các bạn nướng tái không? Vừa chín tới á. Ăn rất là ngon. Tái không? Em còn nữa hả? Nữa không? Đây, có này rồi, đây. Đầu bếp kho ăn ăn chưa? Đã ăn cả rồi. Thử bếp kho ý tưởng món này sao? Ngon. Cứ mặn hơn có bộ. Ngon anh biết không? Để mình làm thử cái này với nước chấm thường nha bạn. Nước chấm thường này là bao gồm tương ớt với nước tương thôi. Lấy một. Đó. Thường nha. Để các bạn sốt nó rất là ngon. Rất miếng ớt vậy. Không kể thôi, không ớt cay quá. Mở các bạn nha. Ngon không bạn? Dạ.
ngon hơn đúng không? Đúng ăn không á. Cho con mở hành đi. Này giấy bên kia lấy giấy lâu rồi. Ra nhiều ngon. Quá nồng. Quá đã. À, các bạn có dịp về vùng biển ở mình đi, quê mình nè. Các bạn thấy miền biển biển không? Đẹp không? Lái giấy không? Bãi biển rất là hoang sơ nha các bạn. Thì biển này rất là hoang sơ nên không có ai dọn dẹp vệ sinh á, cho nên rác này các bạn thấy không, rác này củi dừa này đó nó trôi vào đây nè, xốp rất là nhiều tại biển hoang sơ mà, nên nước biển đẹp lắm, xanh, sóng biển các bạn thấy nhìn đẹp không, khung cảnh các bạn thấy, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Cho ôm trọn biển luôn vào lòng. Ấy cho con nữa đi. Có đây hả? Cái nước nó ngon lắm á. Nước ngon mà. Mặn. Ngon. Cái ngon. Ba lớp bạn rồi. Ngon. Đây được rồi. Sao ít như mày. Đây mà chút nước chấm bù tạt đi. Biết bao nhiêu mà rất ngay trong tay mà. Đau quá bạn. Này là đúng không? Sashimi. Chảy nước mắt luôn à. Nhưng mà ngon. Chú Mãn ăn mấy mùa tạc không? Ăn được. Ngon các bạn. Ngon không? Ngon. Đấy cái đây bán chút đường này. Còn con nào không? Nhiều. Nó nhiều sáng cũng hết. Vì nó than hồng nữa các bạn. Đây, còn mấy cọng nữa không? Cọng kia kìa. Chưa nữa mà. Phải. Biển mà. Biển đúng rồi. Nước ngoài mà. Bỏ lại đây, lấy đây. Dễ bị lắm. Chú kho đầu bếp kho lấy đi. Kho lấy đó mày. Ngon quá. Các bạn nướng cọng các bạn ơi. Nướng hai cọng nè. Chín chưa ta? Đỏ này đỏ lộn này. Không mà. Có vui không? Không còn nữa. Các bạn ơi, trời cũng tối rồi. Nên bây giờ mình xin phép các bạn là kết thúc video tại đây nha. Thì các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe ủng hộ cho mình nha, để mình làm cái món tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào. Để mình dọn dẹp chiến trường rồi đó.